Practical Vietnamese lessons. Tiếng Việt thực hành. Lesson 39. A factory worker. Bài 39. Một người công nhân nhà máy. 1. Ngữ pháp. Từ vựng. Tới từ, đến từ, quê, gần, xa, công việc, việc, công nghiệp, công nhân, nhà máy, công nhân nhà máy, khu, khu vực, khu công nghiệp, quốc tế, trong nước, nội địa, thật, đều, giả, thật sự, thực sự, hài lòng, làm ai hài lòng, làm hài lòng ai, vợ chồng, hai vợ chồng, vẫn trẻ, còn trẻ, vẫn còn trẻ, đã già, già rồi, đã già rồi, bận, bận rộn, rảnh, rảnh rỗi, cửa hàng, quán, tạp hóa, cửa hàng tạp hóa, quán tạp hóa, khá, ổn định, không ổn định, với ai, với ai, đối với ai, hiện tại, sống, cuộc sống, đời sống, tạm, tạm thời, ổn, tạm ổn, dự định,
Có con. Năm trước. Năm ngoái. Năm nay. Năm sau. Tên. Họ. Lê. Trần. Nguyễn. Tên nam. Quang. Huy. Bình. Tên nữ. Phương. Phượng. Thúy. Tên đường. Lê Lợi. Trần Phú. Nguyễn Thái Học. Tên Châu Lục. Châu Á. Châu Âu. Châu Phi. Châu Úc. Châu Mỹ. Châu Nam Cực. Hai. Đoạn văn ngắn. Chào tất cả mọi người. Tôi tên là Quang. Quê của tôi không phải là Hải Phòng. Quê tôi ở Ninh Bình. Hiện tại tôi đang sống ở Bình Dương, gần thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một công nhân nhà máy, đang làm việc trong một khu công nghiệp quốc tế. Tôi có một công việc ổn định. Tôi thực sự hài lòng với công việc. Tôi không có ô tô nhưng tôi có xe máy. Tôi chưa có nhà riêng nhưng tôi đã có một căn hộ chung cư nhỏ. Tôi đã có vợ nhưng chưa có con. Vì hai vợ chồng tôi vẫn còn trẻ và chúng tôi đang bận rộn với công việc. Vợ tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đối với chúng tôi, hiện tại cuộc sống là tạm ổn rồi. Chúng tôi khá hài lòng với cuộc sống. Hai vợ chồng chúng tôi dự định sẽ có con vào năm sau. Bài tập 1. Nhìn vào ví dụ và làm tương tự. Công việc tốt. Anh ấy có một công việc tốt. Ô tô. Anh ấy không có ô tô. Nhà riêng. Anh ấy chưa có nhà riêng. Căn hộ chung cư. Anh ấy đã có một căn hộ chung cư. Vợ. Anh ấy đã có vợ. Con. Anh ấy chưa có con. Dùng những từ này để làm bài tập sau. Có.
không có, không có nào, không có nào cả. Bài tập 2. Nhìn vào ví dụ và viết sự thật về bạn. Nhà riêng. Tôi có một nhà riêng. Tôi không có nhà riêng. Tôi không có nhà riêng nào. Tôi không có nhà riêng nào cả. Người anh trai. Anh trai. Người em trai. Em trai. Người chị gái. Chị gái. Người em gái. Em gái. Người cô. Cô. Người chú. Chú. Cháu trai. Cháu gái. Xe đạp. Đồng hồ đeo tay. Quạt treo tường. Quạt trần. Máy lạnh. Tủ lạnh.